Dạ, kính thưa đại chúng, hôm nay ban tổ chức chúng con có nhận được hai lời tri ân từ hai ca hồi niệm do ban hồi niệm Thái Bình, cô Diệu Thương đảm trách. Con đọc mà thấy lời nào cũng vô cùng thấm thía. Con xin phép chia sẻ một lời tri ân trước và để dành lời tri ân thứ nhì đến sau phần thực tập khai thị hồi niệm ạ. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn, đức tăng ni tham gia chứng minh, con kính bạch lão cư sĩ Diệu Âm cùng toàn thể chư liên hữu đồng tu trên toàn thế giới. Bố con là Hương Linh Phùng Văn Ướm, pháp danh Phúc Lượng. Lâm chung ngày 10 tháng 6 năm 2023, hưởng thọ 74 tuổi. Một câu chuyện tưởng chừng như không thể xảy ra tại mảnh đất nghèo thuộc xã Địch Quả, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ, nơi mà Phật A Di Đà hay niệm Phật ăn chay hay lễ chùa còn là điều gì đó lạ lẫm với người dân ở nơi đây. Vậy mà điều tuyệt vời đó lại đến với gia đình chúng con. Trong ký ức của con và mọi người xung quanh xóm làng thì bố là một người chân thật, hiền lành, giản dị, siêng năng và là người sống có trách nhiệm đối với cả gia đình cũng như hàng xóm láng giềng, là một người con hiếu, một người kính trên nhường dưới và hết lòng vì mọi người. Bố con bị ung thư trung thất giai đoạn cuối, hạch nổi rất nhiều ở cổ và ngực, rất cứng, xạ trị hay phẫu thuật đều rất khó. Khi đó bác sĩ còn chẩn đoán vì bố con có hạch ở cổ nhiều nên ông có thể ngừng thở bất cứ lúc nào. Thời điểm đó chúng con nhận được kết quả chẩn đoán của bác sĩ, gia đình vô cùng sốc nhìn thấy bố con. Khi ấy mẹ con vô cùng thương bố, chỉ nghĩ việc quan trọng bây giờ làm sao để bố con an nhiên cùng vượt qua cơn bạo bệnh này. Và nhân duyên cũng bắt đầu từ tháng 2 năm 2023. Khi đó, con cùng con gái con đưa ông đi gặp một bác sĩ ở bệnh viện Bạch Mai. Thật duyên lành, bác sĩ cũng là người vừa có chuyên môn và cũng là người ăn chay, niệm Phật nhiều năm. Bác sĩ đã giúp ông đọc hồ sơ bệnh án, phân tích bệnh án của ông là bệnh này ông không thể can thiệp được nữa. Phẫu thuật hay xạ trị cũng đều chỉ là tốn kém mà lại không thể làm nữa. Bác sĩ cũng phân tích cho ông và gia đình con hiểu rõ nguyên nhân ung thư từ đâu mà ra, ta nên làm gì, ăn gì để không nuôi lớn tế bào ung thư nữa và tại sao lại nên niệm Phật rồi. Bác kể những tấm gương nghe lời khuyên của bác mà vượt qua căn bệnh hiểm nghèo một cách dễ dàng và bình thản. Sau khi gặp bác sĩ về, bố con cũng bắt đầu buông bỏ các công việc xã hội, bắt đầu ăn chay nhiều hơn và luôn bật đài niệm Phật bên mình 24/24. Tháng 3 năm 2023 cũng là thời điểm bệnh của bố con tiến triển nặng hơn. Ông bắt đầu ho cả ngày lẫn đêm, dịch trong phổi rất nhiều, ung thư đã di căn ra gan và xương, cơ thể bắt đầu phù nề và ông cũng không thể nằm ngủ vì nếu nằm là đờm sẽ vướng ở cổ, không thở được và ông cũng bắt đầu ngủ ngồi từ đó. Thời điểm đó, con biết bản thân, gia đình và bố cũng không còn nhiều thời gian nữa. Con gái con sống và làm việc trong Sài Gòn là một đứa có niềm tin với Phật Pháp nhất, nên cháu đã liên hệ nhiều nơi, nhiều người để nhờ vả xem có ai có thể về khai thị cho ông không. Cháu đi nhiều nơi tìm ban hộ niệm để giúp ông. Bản thân con khi đó chưa hiểu gì về Phật Pháp, cũng như Pháp hộ niệm nói riêng, con có phần không tin. Nhưng vì muốn làm tròn chữ hiếu với bố, vì bố con có tâm nguyện mời ban hộ niệm về để hộ niệm cho bố, nên con cũng chiều ý bố mà làm theo. Và nhân duyên cũng đến với gia đình con. Chúng con được giới thiệu tới chị Diệu Thương, trưởng ban hộ niệm Thái Bình năm. Con gái gọi cho chị nói về tình hình của ông và mong muốn của gia đình thì chị liền đồng ý ngay, mặc dù chị cũng không hề biết Địch Quả, Thanh Sơn là ở đâu. Ngày chị Diệu Thương và ban hộ niệm đến nhận ca, chị đã khuyến tấn, nhắc nhở bố và đều giải những chư vị trong pháp giới của bố con. Bố con đang là người bệnh khổ cả người, phù nề hết mặt và chân, tay, chỉ biết ngủ ngồi, cứ vài ngày lại phải hút dịch một lần. Vậy mà sau vài buổi hộ niệm, bố con có thể ngủ được ở tư thế nằm thoải mái, không cần phải hút dịch hay dùng bất kỳ thuốc giảm đau nào khác. Nghe lời khuyên của ban hộ niệm, bố con bỏ ăn mặn, chuyển về ăn chay trường. Gia đình con cũng bắt đầu từ bỏ sát sinh và phát tâm ăn chay cùng ông. Ông cũng một lòng tin tưởng vào ban hộ niệm,
nhất tâm niệm Phật cầu vãng sanh. Ông còn dặn, căn dặn với gia đình rằng khi bố mất, không ai được khóc, hãy cùng bố niệm Phật. Sau 15 ngày túc trực, ngày đêm niệm Phật cùng ban hồ niệm, cùng sự yểm trợ của gia đình thì bố con cũng trút hơi thở cuối cùng với câu Phật hiệu A-di-đà Phật. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, bố cười tươi hai lần và vẫn tỉnh táo, các vết phù dần xẹp hết. Trước tướng 15 phút lại chuyển một lần, vô cùng vi diệu. Sau 12 giờ ban hồ niệm thăm thân thì bố con để lại một phải tướng vô cùng tươi đẹp, khuôn mặt sáng bừng, toàn thân lạnh hết, cơ thể chân tay mềm như sợi bún, miệng mỉm cười giống như đang nằm ngủ và cơ thể không còn bất kỳ sự phù nề nào nữa. Bố con để lại thoại tướng đó làm cho gia đình, đặc biệt là người ban đầu chưa thực sự tin như con, bây giờ cảm thấy pháp hộ niệm vi diệu và thù thắng quá. Con chưa từng thấy hiện tượng một người chết mà để lại tướng đẹp như thế bao giờ. Khi khâm niệm vào quan tài, bố con còn đẹp hơn nữa, phải 10 người mới khen vào được. Con hạnh phúc và cảm ơn, tri ân tới ban hộ niệm của chị Diệu Thương vô cùng. Trong quá trình người hộ niệm đến trực ca, con còn bị cảm hóa bởi sự nhiệt tình, tận tụy chăm sóc, coi người bệnh như người thân trong gia đình mình của ban hộ niệm. Chị Diệu Thương nói không cần lấy gì hết. Ban hộ niệm chỉ cần lấy niềm tin của gia đình đối với pháp hộ niệm. Việc hậu sự của bố con diễn ra vô cùng thuận lợi. Làm đám tang, gia đình chúng con quyết định đều làm chay hết và ai ai cũng đều rất hoan hỷ. Bản thân con, sau hiện tượng vãng sinh của bố con vô cùng tin tưởng và đã phát tâm tu tập, nghiên cứu pháp hộ niệm do Phật, chư tổ để lại và lão cư sĩ Diệu Âm chỉ dạy. Giờ đây, con đã có thời khóa tu tập sáng tối cùng với ban hộ niệm Thái Bình Năm. Trong 49 ngày, gia đình chúng con phát tâm cúng dường, phóng sinh, ăn chay, làm thiện, làm lành và phát tâm vào tu hành, nghiên cứu kỹ pháp hộ niệm để đền ơn, báo ơn với Tam Bảo, tới lão cư sĩ Diệu Âm và sau cùng để cứu chính mình và cứu người hữu duyên đời này được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, A Di Đà Phật kính xin đại chúng cho một tràng pháo tay cho ca hội niệm này ạ. Dạ, Nam mô A Di Đà Phật. Con thấy vô cùng thấm thía từ đầu lời tri ân cho đến câu A Di Đà Phật cuối cùng. Và với con thì thấm thía nhất là ở vài điểm, vài phía cạnh như sau. Thứ nhất, đúng là một người chân thật, hiền lành, giản dị, siêng năng, sống có trách nhiệm với cả gia đình và hàng xóm láng giềng, có hiếu, kính trên nhường dưới và hết lòng vì mọi người thì y như câu tục ngữ có nói, ở hiền gặp lành. Và thứ nhì, nghiệp lực không thể nghĩ bằng, dù ăn hiền ở lành đời này, nhưng vẫn bị thọ nghiệp bệnh khổ cả người, phù nề hết mặt và chân tay, chỉ biết ngủ ngồi và cứ vài ngày lại phải hút dịch một lần. Thứ ba, song song vào đó, Phật lực và tâm lực nhất định không thể nghĩ bằng. Vì sau vài buổi hộ niệm, bố con có thể ngủ được ở tư thế nằm thoải mái, không cần phải hút dịch hay dùng bất kỳ thuốc giảm đau nào khác. Sau 12 giờ ban hộ niệm thăng thân thì bố con lại để lại một thoại tướng vô cùng tươi đẹp. Khuôn mặt sáng bừng, toàn thân lạnh hết, cơ thể tay chân mềm như sợi bún, miệng mỉm cười giống như đang nằm ngủ và cơ thể không còn bất kỳ sự phù nề nào nữa. Khi khâm niệm vào quan tài, bố con còn đẹp hơn nữa, phải 10 người mới khen vào được. Và sau cùng, sự cứu tinh của ban hộ niệm, của pháp hộ niệm cũng không thể nghĩ bàn. Trong lời tri ân có viết, chị Diệu Thương nói, không cần lấy gì hết. Ban hộ niệm chỉ cần lấy niềm tin của gia đình đối với pháp hộ niệm. Dạ, con xin lặp lại. Ban hộ niệm chỉ cần lấy niềm tin của gia đình đối với pháp hộ niệm. Dạ, đại chúng có thấy pháp hộ niệm thấm thía không ạ? Có đáng để chúng ta đặt trọn niềm tin không ạ? Dạ,